Xin chào anh em nhé. Trong clip này mình lên cho anh em xem một mẫu bàn cơm mới về của nhà mình các bạn, có tên model là i87 các bạn ơi. Và con này đến từ Smart Deal nhà mình luôn các bạn nhé. Thì con phím này sẽ có cùng layout với hai con hàng nhà mình, đó là con hàng M87 Sinmen cũng như là Outline 87 nhà mình đấy, vẫn cùng layout 87% và cùng tầm giá 1 triệu luôn. Nhưng mà chắc chắn là con này nó sẽ có một cái điều đặc biệt đấy, gọi là cái điểm nổi bật con này đi, nó khác so với hai con đấy. Và anh em cùng theo dõi video của mình để biết rằng là nó khác điểm nào nhé. Đấy, và đây là hộp của con i87 nhà mình các bạn nhé. Nói chung là tầm giá tầm 1 triệu thì mình thấy hầu như là kèm khá giống nhau anh em ạ. Trong hộp có kèm cho anh em là một cái dụng cụ tháo phím các bạn này, keypolar này, một sợi dây dài 1m2 này, đầu jean B2C, hai con switch linear, đấy, một tấm chống bụi. Đặc biệt hơn nữa, con này có kèm cho anh em là 7 cái keycap và bao gồm là một cái keycap space dài, được chưa? Thanh dài các bạn có luôn nhé anh em nhé, về anh em thì là mút lại. Đấy, ok. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, i87. Đấy, một bàn phím cơ layout 87%. Và mình đã đọc qua một số cái thông số kỹ thuật về con này, đó chính là con này là phiên bản phím cơ mà có đến 31 kết nối. Được chưa? DB3GB này các bạn này, hàng full form này, có áp macro này, rồi là mạch xuôi 5 pin. Nhưng mà mình nghiên cứu một xíu nữa thì con này nhà mình sẽ có cho anh em lên đến là 3 phiên bản lựa chọn cơ, tức là con này sẽ có cho anh em là cả bản 11 và cả bản 31. Đấy. Cái bản 11 là phiên bản rẻ nhất nhà mình, bây giờ bán cho anh em tầm giá là tầm độ hơn 600k một xíu. Là phiên bản đấy, là phiên bản lép đơn màu xanh và full trắng các bạn nhé, được chưa ạ? Còn cái bản mà đắt nhất nhà mình là phiên bản hơn 1 triệu. Đấy là phiên bản mà có cái cáp Pablo Ninja xuyên lép này, rồi là 31 kết nối này, là 3GB này. Và cái bản mình đang cầm trên video test cho anh em xem đây là phiên bản nằm ở giữa các bạn nhé, tầm 800. Con này là phiên bản 11, thế nhưng mà nó lại có 3GB, thành ra cái giá tầm 800 các bạn nhé, được chưa ạ? Và con này thì nhà mình sẽ có cho anh em đến hai dòng keycap lựa chọn cơ. Một là keycap mình đang cầm chơi, là phiên bản keycap in double shot PBT. Keycap này là keycap chữ nằm bên trên nên là không có lép xuyên các bạn. Còn nếu mà anh em muốn chơi cái dòng lép xuyên ấy thì mình có cả cho anh em phiên bản lép xuyên. Keycap Pablo Ninja là phiên bản lép xuyên nhưng mà chữ nằm bên dưới. Đó. Nói chung là nhìn chung keycap con này nó cũng dày các bạn. Đó, chắc chắn. Và phiên bản switch con này nó dùng là phiên bản switch WAG các bạn nhá, bản switch linear. Có hành trình phím lên đến là 1,4mm và hành trình phím cuối con này là 4mm các bạn nhé. Mình thấy đọc thông tin về tuổi thọ con này sẽ lên đến là 80 triệu lần nhấn cho anh em luôn, cực kỳ trâu. Đấy, hot swap vẫn là hot swap 5 pin mạch xuôi. Đấy, plate PC các bạn nhé. Mặt sau có cho anh em là 5 đế cao su chống trơn và 2 kiston 2 nấc 1-2. Được chưa? Bây giờ thì mình sẽ test cho anh em xem, sau test rồi thì mình sẽ mở con này cho anh em xem bên trong là nó lock form đủ chưa nhé. A few moments later. Ok rồi anh em nhé, thì mình cũng đã tháo thành công con hàng i87 nhà mình rồi. Đấy, thì đây là cái phần top cây của nó anh em này. Đấy. Ở phần này thì anh em chú ý một điều, đó chính là cái chỗ này nó sẽ có cho anh em là một cái chỗ đựng USB. Nếu bạn nào mà mua bản 31 nhà mình ấy thì chỗ này nó sẽ là chỗ đựng USB các bạn này. Cái bản 11 thì nó vẫn sẽ có thiết kế cho anh em như kiểu bản 31 luôn, là có chỗ đựng USB. Nhưng mà cái phần trên này nó sẽ không mở được, tại vì bản 31 nha, cái chỗ này sẽ là có nam châm, thành ra anh em tháo phát ra được luôn này. Nhưng mà 11 thì không có USB, thành ra là người ta hàn cái này vào thành liền rồi các bạn, nên là không mở ra được. Được chưa ạ? Về cái phần bottom thì khi mở ra thì anh em vẫn sẽ có cho anh em hai tấm form, đó là form xốp và một tấm form silicone. Và form silicone con này khá dày các bạn nhé, nó dày ngang với con hàng M87 và con hàng F87 đấy các bạn. Dày dặn chắc chắn luôn. Bình thường nếu mà anh em mua bản 31 nhà mình ấy thì cái phần bên cạnh này các bạn này, đấy, cái khoang này chính là cái chỗ mà để pin. Nhưng mà do là bản 11 nên là cũng không có pin đây luôn các bạn nha, để cho anh em. Đó, rồi là có hai cái cáp nguồn cho anh em này. Đấy. Bảng mạch này thì sẽ là phiên bản mạch 1.2 các bạn nha. Và đây anh em nhìn này, flex cut từng switch hết. Được chưa anh em? Cấu trúc gasket mount nhún nhún các bạn này. Rồi là cái phần giữa bảng mạch và plate thì vẫn sẽ có cho anh em là form như bình thường thôi. PE các bạn này. Đấy. Rồi là Bron này, rồi là một tấm pad cách điện cho anh em này. Vẫn như có phím bình thường các bạn, cũng không có gì đặc biệt cả. Được chưa anh em?
Và tổng kết lại các bạn nha, với tầm giá 1 triệu thì mình nghĩ là con i87 này là một sản phẩm đáng trải nghiệm với các bạn. Kiểu dạng như là đáng để thử thôi. Chứ còn anh em mà đang xài M87 hay là đang xài F87 rồi thì cũng không cần gọi là phải đổ gió sang con này đâu. Tại vì là mình thấy là con này nó vẫn chưa phải là một sản phẩm nó có quá nhiều điểm nổi bật so với hai con sản phẩm cùng layout trước mình test là con hàng F87 và M87. Tại vì là mình chỉ thấy một điều nhé, đặc biệt duy nhất của con này, đó chính là con này nó có thêm cho anh em một chỗ để USB. Đấy, chỗ để USB nhìn nó công nghệ hơn một xíu thôi các bạn nhé. Còn vấn đề về cảm giác gõ này, về lép này, rồi là về form phục này kia, nói chung là nó vẫn cơ bản như thế các bạn nhé. Được chưa? Ngoài cái việc mà sản phẩm mới ra thì chẳng có gì hot cả các bạn. Đấy, nên là mình em xem video của mình mà gọi là thích đổi gió có thể tham khảo con này giúp mình. Còn anh em mà xem video của mình đang có ý kiến hay đang còn cái điều gì gọi là thắc mắc về con i87 này, có thể là để lại ý kiến của anh em dưới phần comment. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những cái video tiếp theo. Bye bye anh em.